Tứ văn bảo quyết, đế mạc nhiên cho muỗi hút máu. He lets mosquito drink his blood freely. Phú tính trời ban có khác người, mới vừa lên tám máu tươi rơi. Phơi mình mũi đốt thay cha mẹ, chẳng dám xua tay sợ mũi dời. Nghèo khổ dùng thân cung dưỡng phụ, lớn khôn chắc hẳn hiến dân đời. Trẻ thơ ngô mảnh cho ta thấy, chí cả dựng xây chẳng đợi thời. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta mau mau dọn dẹp về thôi. Vậy hãy ngưng việc thôi. Cha về rồi, cha về rồi. Mẫn Nhi có đói chưa? Để cha đi nấu cơm cho con ăn. À, có đang ăn cơm rồi. Mẫn Nhi, con sao thế? Rau của cha có ăn cơm kìa. Cha đã khóc cực đi làm cả ngày, hãy đi nghỉ sớm đi, để đó con rửa chén cho. Mẫn Nhi thật hiểu chuyện, vậy cha đi nghỉ đi. Cha ngủ ngon. Cha ngày mai còn phải làm việc mà lúc nghỉ ngơi cũng không được yên giấc. Phải làm sao đây? À, có cách rồi. Hả? Mẫn Nhi, Mẫn Nhi. Cha thức rồi à. Mẫn Nhi, con làm sao thế này? Hà Nhi thấy mũi đốt làm cha ngủ không được, nên con mới làm vậy. Như thế cha sẽ ngủ được ngon giấc. Đứa con này thật tội nghiệp cho con tôi quá. Mau, cha dẫn con đi xem đại phu. Đại phu, con tôi có sao không? Ông làm sao mà nó ra đến nông nỗi này? Xem nè, nó bị chích tùm lum hết, thiệt là. Ây à, cũng do tại tôi lo ngủ say. Lão gia gia xin đừng trách cha con, vì nhà con không có mùng. Con vì muốn cho cha được ngủ yên nên mới để cho muỗi hút máu. Xin đừng trách cha con. À, thì ra vậy. Con còn nhỏ thế kia mà biết hiếu thảo, thật là hiếm có, không ai bằng. Hai cha con không cần lo lắng, đợi lão phu hốt một tô thuốc, rồi về nhà thoa lên chỗ sưng, thì chỉ cần một ngày là hết ngay. Đa tạ đại phu. Không cần khách sáo. Nhị Ngưu, ra nhà sau thấy có cái mùng để không mang tới đây, lão phu muốn tặng cho hai cha con ông. Vâng, con đi ngay đây. Ây da, không được, không được đâu. Ta thấy Mạnh Nhi còn nhỏ mà biết hiếu thảo, thật là điều hiếm thấy. Nên lão phu mới có tâm ý, ông không nên khước từ thiện ý này. Vậy Ngô Mỗ xin cùng kính nghe theo, đa tạ tiên sinh. Đa tạ lão gia gia. Cha, chúng ta có mừng rồi, chúng ta có mừng rồi. Thank you.
Mãnh sinh vào đời nhà Tấn, mới vừa lên 8 mà đã biết hiếu thảo với cha mẹ. Nhà em rất nghèo đến nỗi không có mùng đỡ dăng. Vào mỗi đêm hè, Ngô Mãnh sợ cha mẹ mình bị muỗi đốt, ngủ không được, nên em cởi trần nằm yên cho muỗi tự nhiên đến hút máu, và không dám xua đi, sợ rằng nếu mình xua chúng đi thì muỗi lại đến đốt cha mẹ mình. Có kệ khen rằng: hạ dạ vô duy trướng, văn đa bất cảm huy, tứ thủ cao hiếp bảo, miễn xử nhập thân vi. Đêm hè không mùng dăng, muỗi nhiều không dám xua, để mặc chúng đốt ta, khỏi vào thân mẹ cha.